Team của xe 10 thứ có chị Hồng Loan, Tâm, Như Quỳnh và Giang Lê nha các bạn. Đối diện team bên kia là team Hùng Xám. Thể thức là chỉ được nữ qua banh. Và 15 điểm tới. Điểm 0-0. Trắng bóng tốt. Chị Loan là đánh cho bãi biển nha các bạn. Điểm 1-0. Điểm 1-1. Điểm 2-1. Điểm 2-2. Do mình không phải là bình luận viên chuyên nghiệp và cái cây quay của mình vừa mới gãy nên quay có hơi rung lắc, mọi người xem thông cảm cho mình nhé. Điểm 3-4. Bóng ngoài. Yến số 11, team Hùng Xám, nhỏ con nhưng mà đánh tốt quá các bạn. Điểm 4-4. Xử lý thông minh. Vừa mới nhắc Yến luôn. Điểm 5-4. Điểm 5-5. Chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 6-5. Bóng ngoài. Điểm 7-5. Điểm 6-7.
điểm 86. Bóng tốt luôn các bạn. Điểm 96. Bóng ngoài. Điểm 79. Bóng tốt luôn. Điểm 17. Lưới tìm hùng xám rồi. Nam thủ bóng qua nên bên kia thua các bạn ơi. Nữ công hoài thì cũng dễ mất sức quá. Điểm hiện tại là 80. Mười một tám nghiêng về cho team hồng sắm. Bóng ngoài. Bóng chạm lưới trên nha các bạn. Điểm 14-10. Sạc bóng khó chịu, kết thúc trận đấu nha các bạn. Team Hùng Xám dẫn trước 1-0 trong trận đấu này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký nha. Đây các bạn, trước mặt các bạn là áo số 11 là Yến à. Người nhỏ nhắn nhưng mà đánh rất hiệu quả. Come on.